Hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cái chủ đề ẩm thực. Đấy. Nay mình làm món gà hấp muối xả. Chị bếp chị mới đi mua con gà về mà người ta mổ vậy. Rất là tiếc. Gia vị thì đầy đủ hết rồi để nhồi vô trong bụng nó mà bây giờ không biết sao nữa. Nhưng mà mình vẫn quyết định là hấp muối xả. Đấy, nguyên liệu thì như vậy. Gà thì là hấp gà thì phải có gà rồi. Xả. Rồi hành hoa, hành tím, tỏi. Lá chanh luôn nha mọi người. Và một bịch muối nữa. Đấy, thì không biết bây giờ sao. Làm thế nào cho nó hợp lý nữa. Bây giờ cái bụng con gà mổ mất rồi mọi người. Chắc mình phải ngửa con gà lên. Ngửa con gà lên được rồi. Thì ở trên rừng này, ngoài công việc ra rồi mình cũng tham gia cái vấn đề ăn nhậu. Đấy. Nhà hay tò mò lắm. Ăn nhậu thôi. Muối thì mình lấy một ký nha mọi người. Đó. Xả thì chắc là hơi ít rồi. Xong mình cho xả lên này. Xả thì mọi người đập ra nha. Đấy. Lại lên. Rồi em gà này cũng quá. Mình cho nó nằm nửa luôn nha mọi người. Cho nằm nửa luôn. Không to kìa. To nằm nữa. Đấy, không to hơn kìa. Chắc cho một cái to đi. Mày bé quá. Không để được không? Đi sáu. Nhiều nhiều làm gì ghê à? Nó chịu để mình đổi sang cái nồi nó bự hơn xíu. Đó. Ok. Đấy. Cho em nằm nữa luôn nha. Thì cái bà bán gà bà mổ sẵn rồi, mình tính là mình mổ đấy. Bây giờ bà bán gà bà mổ không mổ hết rồi. Này, cho ít lá chanh vào đây. Để lại mấy lá tí làm muối thôi. Thôi khỏi, xào nấu gì. Cho nó vô đây luôn đi. Con gà mất công rồi, nhà tôi làm gia vị mọi người. Đây uống không? Rồi, ok. Bây giờ em làm gì để bay hết rồi. Ôi, mình sẽ đậy lên đây một lớp lá chuối nha mọi người. Thứ nhất á, là cái mùi vị lá chuối vô gà hấp rất là ngon. Hấp bếp gà hả? Chứ sau nó mà em hấp rồi cho gà chả hỏi. Đúng không? Ôi, chị ăn thua cái gì? Chả không ra. Ra ổn cái nồi. Thứ hai là cho nó giữ lại cái nhiệt nha. Cái nhiệt rất là tốt. Thôi thì tùy thôi. Hấp bếp ga. Ok. Hấp bếp ga. Đấy, thì bây giờ mình hấp. Nó sẽ từ 30 phút trở lên nha mọi người. 30 phút xong rồi mình cứ đậy vung để đó thôi. Cho cái hơi khi nào nó nguội đi thì mình lấy gà ra nhé. Rồi thì bây giờ cho nó lên bếp rồi. Mình chờ tầm 30 phút nữa nha mọi người. 30 phút nữa là mình kiểm tra. Đó. Đây là khu bếp ở anh em trên mỏ, trên rừng này thì nó cũng không được đàng hoàng cho lắm. Thì có gì mọi người cũng thông cảm cho mình. Đây, nhân tiện đây giới thiệu mọi người luôn. Mình có 6 em này nha. 6 em nhưng có 2 em phiêu bạt từ châu Phi qua đây nè. Lên Thù Lùi luôn. Đó, mỗi em mỗi nơi. Em kia đang gặm dép kìa. Rồi, để mình đi làm công việc chút xíu. 30 phút sau vô kiểm tra nha. Gì đây? Rồi, sau 45 phút chờ đợi đây nha mọi người. Thành cỏ đây. Mà chủ động mà đổ má vợ con chuẩn bị cả các
Wow, mọi người thấy sao ạ? Quá hấp dẫn. Đó. Bây giờ mình lấy một ít muối nha, lấy một ít muối để mình giảm muối nha. Lấy muối trong này mình làm luôn. Nghĩa đèn làm chỗ này. Sao mọi người cho mình xin ý kiến nha. Đấy. Làm đeo làm sao cái lúc tôi nghĩ không phát. Rất là hấp dẫn nha mọi người. Giá được ai? Thôi để đi giảm muối đây. Yes, đây muối ớt mình giá nha. Thêm hành tím, lá chanh, đấy. Chanh, nước cốt chanh. Ba người lấy ba cái thôi. Bốn. Trời ơi, cái nách của tôi nó giật giật. Nhức hết trời rồi. Nhức nách, nhức nách. Đây là chén mắm muối huyền thoại này. Đây cơm rừng của bọn mình thôi nha mọi người nha. Hoàng hôn đang rất là đẹp. Mời các bạn. Mắm khô, mắm khô, có mắm khô, có thịt luộc, có cái gì ta? Cá cơm hả? Cá bống. À. Đó. À, mời tất cả mọi người nhá. Anh em mình lượm đây. À, thứ hai thì like, share và subscribe ủng hộ kênh cho mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.